Xin chào cả nhà. 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 Đây là dụng cụ để đuổi giống mối cả nhà ơi. Bữa nay là ba là sửa sạn dụng cụ để mình đi đuổi rắn. Đuổi rắn bốn chân. Cái lợp đó luôn á hả Úc? Dùng cái lợp ếch. Đó hai cái đó mình nhảy ra đâu rồi? Dưới trên nha. Cái gì bẻ mình đâu rồi? Đây nè, đây nè, đút cái lợp ếch vô đây nè. À. Đây nè. Máng lợp cái gì nè. Rồi đi, gom ra nha. Rồi, mày bánh ra tạm phàng rồi. Cái đó hồi mình lấy về trong dây theo chứ. Cái này dụng cụ của mình thì gồm có là một cái tay lưới cả nhà, rồi cây cặm với lại cái lợp đó đó. Chút xíu nữa đi mình làm cụ thể thì cả nhà coi sẽ rõ hơn nha. Chuột chưa có gắn mối khai trương chuột rồi, chuột mặt thù lù luôn. Không, vậy là chứng tỏ là cái cách này được. Có gắn mối kìa. Một con, yeah. Một con gắn mối chạy vô rồi cả nhà. Được con gắn mối con chuột. Thử nghiệm cái đầu tiên thành công. Yeah. Thiết bị của ba đã thành, về dụng cụ của ba đã thành công. Dạ, nhổ lên đây mình thiết kế thêm. Này là chỉ là mới thử nghiệm thôi nghe cả nhà. Rồi cái túi trời ơi, chỗ có chuột mình phải đem cái lồng nữa ta, coi chừng có mấy cái chỗ nào mà gần mấy nước coi chừng có ếch luôn. Có hết. Đi làm như gái vậy đó. Cầu chạm anh ơi. Gì ba? Hả? Đi đuổi rắn mối chứ. Mình sẽ đi kiếm địa hình là cỏ ha ba. Ba đâu rồi vậy? Địa hình này được hả ba? Giờ mình bỏ đây mình dọn cái đường, mình đặt đường này bằng thẳng đuổi lại. Mới chạy con. Ở đặng đừng có động nha. Im im để nó chặn lập xong ha. Chạy con hình như kỳ nhông thôi á. Bây giờ mình cái lưới tiếp theo là mình sẽ lưới ngay chân chỗ cái bụi chuối này nghe cả nhà. Từ trên chỗ mình lội bộ xuống đây cũng hơi xa xa. Tính kéo kéo dùng lưới này lên đây nha. Rồi lưới rồi. Thằng kia Úc đi đường này nè, đi đường này nè.
không đi. Cái lạp đi. Nãy lên chút. Rồi, con rồi đó. Chạy đi trước đi. Cứ mít chưa đi mà làm vậy, từ từ đi, động nó chở đây đẳng, động lại đây, động đây đã đẳng nó dội đó. Chuột vậy đó. Phải cây ghim nè, mà như cái này ba làm ghim nhỏ. Dạ, nó sát chứ. Dạ. Có con rắn, có con rắn vô rồi kìa. Có rắn lục. Vô lạp hả? Rắn lục vô lạp rồi. Cái mé hồi nãy có con rắn mới là ba mé dưới đó, đó nha. Nè cả nhà, có con rắn lục vô. Có rồi đó mẹ ơi. Đây là bạn, nó đây là bạn. Kìa kìa, trên mé đó đang có một con út, trên mé út đó nha. Vô, vô. Vô, vô, vô. Còn nhóc chân dẻo ơi. Giảm, giảm, giảm. Giảm út qua, trên út, mé út nó chạy lên kìa. Nó dội lại. Leo lưới kìa út. Vô, vô. Vô, hay quá. Còn cái này đó nè. Nó vừa có rắn mối, nó đang đấu tranh trong đó dữ lắm rồi. Nó còn trốn trong đống này nè. Cái miệng lợp ếch này nó bị yếu cả nhà. Cái hằng mà không đó, chặn đó, cái dao con đó là nó tung ra được. Rồi đâu cả nhà ơi. Căng, còn đây nữa chứ. Tốt, đó, đó, vừa con nữa đó. Nhiều quá ha. Ai có hai con tay. Thấy chụp cái hằng thông minh không? Làm số con luôn. Lấy cái dao chặn lại chứ ngoài chỗ đó nó tung ra đó. Cái đứa yếu rồi. Cái đứa yếu xèo à. Ngoài rắn lục dài. Hết hồn. Rồi. Nhổ cây, nhổ hai cây giữa luôn. Nè, không đỡ lại nó ấy nó nghe, yếu xèo à. Bụm lại. Giang ơi, lấy cái túi Giang ơi. Lấy cái túi mình Giang ơi. Trời ơi. Để im xuống đi Ngoan. Tao bây giờ tìm cách nào lấy con rắn ra chứ. 5 con. Mấy con không? 5 con. Đâu? 2 dưới 3. Dưới con rắn này 6. 5 con rắn mới. Yeah, thành công quá. Rồi đem túi đi không ạ? Trời ơi, rắn thì lôi đầu con đi ra. Con nó cái mặt ở dưới nó ấy thôi nghe. Dạ. Cái mặt miệng lợp á. Nó liệu ịu dữ lắm. Cái đó mình phải là nãy con lấy cái dao con chặn lại đó. Ừ, cột thêm vô mới được. Ủa anh Nguyện sợ rắn cái gì anh Nguyện? Ừ, thấy rắn lục. Thằng ơi trời, sợ rắn lục. Từ từ sao không? Xuống cho nè. Cái miếng giọng đó nè, nó đâu có đi được đâu, đỡ hơi cái này lên. Buông ra đi. Trời, cái ngó này bự. Chiếc này về lấy mỡ gắn ngó thao mặt cho nó hết mụn. Chưa. Bóp dưới đi, bóp dưới đi. Tôi bóp nè. Thôi, phật ánh mắt gì. Có vô bên trên chạy. Khoan, dính cái móc thấy không? Ốp. Bắt cái con cờ nhắn lục cái gì ngâm vũ lại. Thôi, cái ghê quá, thả nó ra đi. Thả nó ra đi cho nó săn chuột đi. Cái đầu nó đâu? Nè, thì nắm cái đuôi gì. Nắm giọng á. Anh Nguyễn sợ. Coi chừng giống hối nha. Bóp chỗ tay tao lại nha. Thả nó ra. Đi chơi đi à, không lại đi. Đi đi. Mừng dữ lắm mừng. Con cho con cái cầm cái túi thử coi. Đây cả nhà. Một cái đầu tiên.
cái đầu tiên thiệt, còn cái đầu thử nghiệm là được con con khúc sau này mình 5 con nữa. Giờ tiếp tục mình quay chặn nó ở đây đằng kia đuôi lại nha. Đây. Không có, không có động. Chặn trên đằng kia trước. Bây giờ mình chặn ở đây đằng kia đuôi lại nè. Chạy cục cục thôi đừng có xa. Ủa còn cái cây nãy chút nhỏ đâu ta. Bây giờ là theo như lời ba nói là bây giờ tiếp tục là quay lưng lại cả nhà, mình sẽ chặn cái lợp mấy bên đây nè. Hồi nãy là mình chặn bên đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ chặn đây. Đi lại đằng kia đuổi lại. Thấy cái bờ chuối này có triển vọng. Thôi đừng giặt bự quá vậy nè. Cái đường nhỏ nhỏ đây cho nó xanh nhẹ. Chặt cái chuối này đi, muốn vẹt vẹt thì nè. Nó còn đỏ, chống quanh không có nó dội. Nó chạy cột cột nữa kìa. Cây chuối nó lăn. Làm vô được 5 con gắn ngói chú Út có sức mạnh phi thường nhìn trời. Làm trong cái địa hình này là tất cả mọi người đều mang giày. Mang giày với mang bao tay hết nha cả nhà. Cái thằng cũng sợ, cũng mang ủng luôn. Còn khi có rắn mấy con côn trùng. Đang xuống chỗ kì. Nói xuống đây chút. Để đi được. Rồi đó. Có ghim á Nguyễn. Lưới mình có ghim á. Đất này cứng. Đây có ghim nè. Ghim. Rồi. Lên cây nữa nè. Đó. Đây là xong đó cả nhà. Rồi, những cái lần dưới sau thì mình cũng đều làm lưới rồi đặt lợp y chang vậy đó. Thì mình làm lưới một đầu, còn đầu đằng kia thì mình sẽ đuổi lại. Còn ở đây thì mình canh mình càng tới đây nè. Rồi mình chờ cho nó vô lợp rồi mình lấy ra thôi. Chưa đặng giờ chưa tránh đổi nha. Chưa, đợi con cái lợp nè. Chặn nó lại để nó chỉ. Chặn nó lại nó không chỉ. Không tủ cỏ lên đây hả? Rồi, nắm rồi. Rồi lại đẳng mình lại đẳng coi anh Nguyễn với Giang với chú Út rồi đuổi lại. Nó lớn lên ha, bình thường mọi người ơi. Không có chạy đâu. Nó phải chạy nghe cả nó hai con đó mà nó tiêu nè. Chỉ như gốc chuối vậy đó. Gốc chuối á. Nó chạy tới rồi.
giật giật ra đụng nó chạy mất sát chơi nín nó không thật là nín đi chú ra coi. Có trong góc bự trong đây, trên đây góc bự trên đó đây vô cái đống nhỏ rồi con hả trời mính thì quá có hai ba con gì lận sao vậy được rồi có nín không gì vậy bụng hả biết khúc hồi nãy mình đứng đẳng nó có chạy vô không hai ba con gì vậy quên hai ba con rồi hai con hai con hả như hai nhái ồ ừ, con ngói coi gì cũng được rồi nít dữ rồi hai gắn ngói con nhái nữa trời ơi mình bắt vậy là gắn mối tươi sống không đã vậy. Nói chung là có thành quả là được. Còn nhái kìa. Còn nhái kìa. Giờ mình tiếp tục cái thứ ba. Lưới thứ ba. Mình cũng đặt y như hai cái trước nãy giờ vậy đó các bạn. Rồi mình đuổi. Mọi người đã ấy lưới cái lưới xong rồi. Bây giờ đuổi. Có chạy Út, con mới thấy nó chạy Út. Dì yeah, dì, yeah, có chạy dưới kìa cả nhà ơi. Dạ. Ôi ôi. Vô rồi. Được chưa? Vô lưới rồi, nó chưa vô rộng, nó còn đang nằm mấy lưới. Vô đi, vô. Rồi, vô các bạn. Chạy hẳn vô lợp luôn em ơi, vô. Đó, chạy con lại con á. Đâu, thú vậy? Chân mẹ. Đâu mà chân? Không có bạn gì đó. Chú hai này quá. Tiêu rồi. Đừng chạy tới rồi nữa. Nãy chạy ngay căng gòn gan đó. Gặp nó trời. Dữ lắm nhiều rồi nghe mọi người, cố lên mọi người ơi. Nhảy tung té trong lợp chưa rồi. Dữ lắm rồi, có còn chị nhâm nữa cả nhà ơi, dữ lắm rồi. Cũng cả cái lập đầu á. 5 6 con vậy đó. Đó lên. Rồi. Ôi quá êm. Con gì vậy? Mấy con. Nhông. Em thấy nó chạy vô chắc tầm khoảng cũng 4 5 con vậy á. Nhổ lấy. Nhổ cái kim lại giữ cái kim bên kia. Mình lại coi mấy con. 4 con, hai con thì nhông. Rồi là 6 con, bởi tao nhìn rõ ràng mà. 4 con ngắn mối không? 4 ngắn mối hai kìa. Trời ơi. 4 ngắn mối đúng không bà? 4 ngắn mối. À, cái túi xinh xanh rồi. Nhìn kỳ nhóc mình nãy tưởng đâu con nhóm máu con trời vậy nó 6 con. Thì 6 con mà trong đây 6 con. 6 con mà hay đi không?
Ừ, mối bụng nó vàng kìa. Hết biết ngon mối nó ngon ha. Ui. Thôi cái bà chuối này, ai chọn cái bà chuối này quá lý tưởng. Ai chọn cái bà chuối anh Út? Sao không chụp nó lên mà. Ai chọn cái bà chuối mà giữ thằng như nó vậy? Ngồi dài ngồi tới. Sao mít với ai? Đỡ cái ngón tay đỡ cái mắt lên. Dính 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 tiếp mình ơi. Thì nhóm vô trước rồi kìa. Cái chân của gắn máu nó chưa có ngó dây ra mà kim nó vuột. Đó, nó bị. Từ từ. Đưa cái tay vô luôn mà. Có hành quả đó, cũng thôi. Có hành quả cũng không sao. Còn hai con nhông đó là mình về mình ngâm dầu. Rồi đủ chưa? Đủ ăn chưa? Đủ rồi. Tặng cụ hai cụ đi. Cụ hai cụ nó đi chứ nhiều. Có này đủ đủ. Đủ cameraman ăn. Làm dữ vậy hả? Mấy con? Không, nói chơi chứ em không có ăn rắn mối, cái đó là sự thật. Rắn mối em không có ăn. Ừ. Ủa, lại. Tiếp tục. Cái này gọi là ăn cù hả? Nãy giờ em không biết gọi là gì, em nói một lưới, hai lưới, ba lưới. Ừ, ba lưới rồi đó. Con chuột còn không mà em vô hả? Hay quá ba ơi. Bắt rắn mối cách này khỏe hơn cái vụ mà đi bắn dữ lắm rồi. Đâu? Lâu lên đây con ăn được không? Còn được, mà trái miếng lý rồi. Ăn miếng. Trời ơi, nó ngọt. Mời cả nhà ăn chuối. Mời cả nhà ăn chuối nha nhà. Còn đâu, đâu, đâu. Trời ơi. Cái này nó già luôn rồi, tại cái chuối này bị đẹp hay vậy. Nó cái này nó bị ngã sớm kìa, bị gió ngã. Cầm lên đi mày. Ngọt. Mời cả nhà ơi. Đi đang đi săn giữa đồng mà gặp buồn chuối thì thôi đi. Ủa ba chút không ăn hả? Không. Cái này cấp này cũng hơi đói rồi. Hơi đói rồi cả nhà. Nhiều quá. Ngon. Chị hả? Thôi chị không ăn nữa cưng ăn đi. Cù thứ tư. Lạp mạnh đâu, quyết định lạp mạnh đâu. Ủa chắc giờ là mình đuổi hết bờ chuối này luôn hay sao? Còn luôn khoảng đó. Còn khoảng đó mình đuổi cho hết luôn. Chắc giờ cái lưới của mình ở đây. Giờ còn khoảng này mình đuổi hết luôn. Cái này hơi xa hơn mấy cái kia chút xíu thôi nha. Hết bờ chuối này đuổi lại. Bị ai? Bị ai? Cột lại mày được đây kìa, anh đứt dây rồi kìa. Bị gì ba? Nhân ngói quá trời, trời cắn đứt gì kìa. Đứt cái dây cột của đứt rồi kìa. Đứt cái miệng lợp á hả? Cái nắp thì sao á? Trời ơi. Ba lúc nào không có đồ nghề chứ có dây chì nữa kìa. Thì mình dặn đi, mình dặn nó đắt. Rồi dặn đi. Cô mới rơi đại động chạy vô xuống mấy sông liền. Tiếp đi.
này có nè. Cá ốc đốt ốc. Chuột chạy cái lại đó. Coi con mồi, có chạy vô rồi. Có chạy vô rồi. Có chạy vô lập rồi. Chạy 3 4 con luôn rồi. Vô lập cho nè. Ừ, nói đó, lắm rồi. Ủa, chín chuột rồi hả? Bắt không rồi sao? Thằng... Bữa nay không muốn bắt chuột hả Giang? Vô nữa rồi kìa. Chặn ngay xuống trước nha. Nó toàn kìa. Vô luôn. Cái tù mà. Chạy vô nữa rồi. Trời, vô con bự nữa rồi. Cút hạng xạ đi ta. Nhịp đi hả? Trời, quá dữ rồi. Không biết giật này cũng 5 6 con nữa luôn á. Một túi luôn. Có kỳ ngâm nữa rồi. Ôi, con bự nó đỉnh không trời ơi. Ôi trời trời cái hả? Biết rồi, nó ngon rồi. Đâu bố? 2 4 5 con. 2 4 5 con. 5 con ạ. Quá dữ. Bóp dữ vậy. Đặt xuống đi. Đâu đi thì sợ. Nó dính bắt ở đâu nữa rồi đó. Sao mỗi lần cái khúc cái đuổi thì nó không có khó cả nhà mà tự nhiên cái khúc mà đổ thành quả vô trong cái túi á, lúc nào đó. Nó cũng Dán nói mà từ từ chứ đâu phải chuột nó nhá, đi đến đây nó dạng rồi. Dán nói mấy cái màn chân của nó dính vô trong cái lọp á. Ủa, một túi luôn rồi. Bóp dưới nè. Con. Kỳ nhau. Xả nó đi qua. Nè, cái móc lại đây nè, bởi vì đè nó xuống. Nhớ hồi lần mấy ba chú cháu mình đi bắn á. Đi hả mấy tiếng đồng hồ luôn, cái nhà đi mà nắng mà thiệt chứ đi theo đi quay không nổi luôn á, mà được chừng chục con là dữ lắm à. Sáng sớm mà đi tới trưa luôn. Chắc nãy nó đứt cái này nè. Đứt cộng mới cộng rồi. Tiếp tục không ba? Hả? Giấc này nắng lên mệt rồi đó. Tiếp tục đi dài về luôn. Tiếp tục kiếm đi dài về cỏ nào nữa mình làm đây hết rồi đó. Nãy giờ mình 4 cù rồi đó. Đây hết cù cỏ rồi đó, mình dài về luôn đó. Về về. Kiếm bờ chuối nữa hay sao? Ừ. Dạ. Một túi. Nửa ký, một ký. Rồi, mình tiếp tục đó nha. Đi, tiếp tục đi. Ôi trời, con này nó ngon. Trên đường về đó, mình gặp địa hình nào mà thích hợp thì mình làm luôn. Nha. Mang thuốc gặp lại. Gì đâu. Người ta dọn cỏ cho nó động nó tạt cái này nè. Mới ta mới dọn cỏ nè. Đó. Để ngoài nắng nó xỉu không nha. Bây giờ mình bắt đầu mình suy nghĩ món ăn được rồi đó. Có một thì cũng y như gỗ vậy đó cả nhà. Mình dí lưới xong rồi cái tiếp mọi người đang đây đuổi lại rồi bé hàng thì có nhiệm vụ ngồi chờ mở cái lọp ra coi được bao nhiêu con.
đuổi tới sao ơi. Còn trong lùm. Vô rồi. Chưa? Vô rồi. Chưa? Vô rồi. Thấy luôn trời ơi. Cái hàng thấy nhưng mà cái camera nó hàng đang để đằng đây. Nhóc hết trơn luôn. Từ từ nha, cái này dọn rồi đó nha. Nó còn ở trong cái lùm này nó chưa có vô lợp mình đó nha mọi người. Con mà đâu rồi? Nãy thấy chạy mấy con luôn á. Đó. Đó, dạ động nhẹ nhẹ cục đó nó còn chúng chưa xuống đó đó. Chưa vô à? Còn kìa, con chưa vô con kìa. Hai ba con luôn. Đó, vô nữa. Vô. Hết rồi, vô hết rồi. Nãy thấy chạy nhiều lắm. Con dám nói là bự không? Nãy gặp hết họng bự mà. Trời ơi, ba con trời ơi. Ba con chà bá con à. Quá ngon rồi. Cái này được ba con hả dạ? Cho con. Vô luôn đi. Dấu này trời mưa không? Chị thích bắt cái cách này hơn cách mình đi bắn bằng ngang ná. Qua khỏe. Vô đi. Từ miếng biển mà đủ dài đấy. À, từ đây là đủ dài đấy. Này có à. Có nhiều lắm á. Đừng động đặng ba ơi, để chặn lợp đi bạn ơi. Chặn đây vậy. Chặn lợp đây nè. Ba nói chặn lợp đây. Dọn ba nói dọn vô hang có con chuột, cắn nó cũng quay ra. Có kẻ trống không ạ? Có không? Trống trống nó cũng hay như vậy đó. Thằng chuột lư ở dưới đó. Đuổi là ngon lắm nè. Quá trời cỏ luôn. Chuột cho nó nhiều lắm. Nó món nhiều lắm. Có, để ba lại đắng ba coi thử. Ba đổi ý nha. Ba đổi ý rồi. Đặt lợp đằng đây rồi. Cái chỗ này đặt cái lợp này là chắc dọn hơi cực tại vì cỏ quá nhiều. Ủa bộ ăn gái à? Ốc. Bộ ăn chuột nhiều cái đít bự hả? Ừ. Đít gì? Giang đừng đưa đít vô Giang cho Út nữa, sắn mày nữa Giang. Đưa nghe cái cháu của mình nghe mặt mình thôi. Không thấy sao được. Đây đây gây Giang. Đúng rồi đó. Ok, xong. Được lạp chốt đi. Rồi cầm cái lạp đi rồi biết đường. Không lấy hai cái kia hả? Đâu, hai kia đâu rồi? Thấy mà. Bắn đi mình đặt cái lạp đi. Rồi. Đuổi từng chỗ cây cột điện đó. Đủ dài lên đây. Mấy nó đi.
phải chấn giữ cái chân chỗ này mới được. Có cả nhà ơi, có cả nhà ơi, nhiều lắm cả nhà ơi. Chú, 2 con, 3 con, 5 con, bự con, 15. 20. Con ngơi ngái. Vừa đứng ở trong chỗ này nè cả nhà, nó chạy vô là mình thấy. Vô. Vô. Hồi nào cũng có mấy cái con kỳ nhông á. Cọp nữa kìa. Mấy con mà. 4 em nữa. Quá dữ cục cỏ này thì chết. 4 em. Ôi trời ơi, có con rắn mối đi vàng. Quá được. Xách lên. Chạy xuống cái mé xong. Mấy cục cỏ này cũng quá xuất sắc luôn chứ. 3-4 con đều chi. Tụi con cây nhông á nè. Đổ vô chưa? Rồi vô. Vô luôn. Đổ vô. Rành đi nãy giờ quen rồi. Thôi đừng coi khúc này nữa cả nhà, khúc này nãy giờ lúc nào cũng rắc rối khúc này. Nhiều lắm rồi. Túi vậy ta. Nãy có nhổ mấy cây cầm đấy không? Rồi thằng kết thúc clip ở đây cả nhà, còn 2 con chuột nữa. 3 con. 3 con chuột luôn. Hồi nào 3 con vậy? Giang mới chụp thêm con nãy nè. Không hay. Rồi, bây giờ thằng kết thúc clip ở đây cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào clip ẩm thực trên kênh ông Sáu Tân Công Xính nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Quá nắng rồi. Quá nắng rồi.